là bữa cơm trưa vừa hơn một mẹ hơn một bà. Bây giờ em xin được kính báo các bạn thầy các con là con trai con gái con rể con dâu nhất nhất đẹp Phật chấp tay nhìn đứng về trước mặt thờ hương hồn của mẹ hương hồn của bà, nghe Phật nhận hiếu đọc tên đọc tuổi đến gia đình nào thì gia đình ấy thành tâm thôi đọc một chút tiền sớ tận tên đĩa tiền vàng để cho bà lấy tiền sớ tiền tiệp tiền cầu và về nhà ăn cơm cùng với toàn thầy các con các cháu. Đồng ra đồng ra nhất lâm nhị bái phật na đào văn hương nguyên thủy trang đào mai linh nhân
tay bên tay anh chồng. Tổng phụ xuất ra bồng mẹ sẽ mẹ chỉ bồng nhớ con gái của mẹ đời đời phúc bà tôi. Hôm nay vẫn về đây thì thương bao cơn chưa chan.